đi. Ê, Diệp kìa. Bà mẹ đó, Diệp Kiều thôi mà, làm gì dữ vậy? Giống người ta mà, phải khỉ đâu, bu coi dữ vậy? Trời đất ơi, kệ nó, bỏ qua bên đi, lo chuyện mình trước. Bữa nay là tôi phải nói cho bằng được. Tôi chọn một câu cho ngon nè. Sao? Lựa. Làm gì lãi nhãi đây hoài vậy? Tôi muốn... Ha, có thằng Diệp Kiều. Hả? Thằng Diệp Kiều ở nước nào vậy không biết. Ồ vậy hả? Mà nó lùng sủng, nó đen thui, nó xấu quắc, nó hôi rình. Ồ, tôi kệ Diệp Kiều, tôi về Hà Rầm mà anh ơi, qua đây chi đi. Tiệm tuần bỏ cho ai coi bển vậy? Đóng, bữa nay đóng. Trời, đóng cửa sang vậy đó. Bữa nay đóng, đem cái này qua cho Lụa nè. Cái gì nữa? Thích lắm, khô cá thiều, đó, dằm mắm me. Khô cá thiều và mắm mẹ. Còn nữa, khô cá sạc xé ra, đổ mắm xoài. Vậy mà anh cho gì khô cá thiều, khô cá sạc. Sao anh thêm xị rượu tôi nhậu cho rồi. Còn ăn là nhậu không hả? Tôi biết là Lụa không biết nhậu. Cho nên tôi biết, tôi chuẩn bị luôn. Hả? Có chuẩn bị đậu đỏ, bánh lọt, ăn với lại không biết vừa. Trời ơi, coi như khô cá sạc với xoài sống xong, cái quốc nước cũng vừa vô, chắc tôi tào tháo được chết luôn á. Tôi biết thế nào bị tào tháo được, tôi chuẩn bị luôn rồi. Gì mà chuẩn bị hoài vậy? Chuẩn bị cho Lụa một cái tả trong này nữa. Không à? Thôi đi về con lo tiệm đi. Không có tả nói chứ. Giỡn hết không mà tôi... Ăn đi mà, lần nào đem qua Lụa cũng từ chối hết trơn à. Kỳ trước cũng vậy, chứ nói tặng cái quần vậy đẹp gần chết vậy, không bao giờ mà mặc cho tôi coi một lần hết trơn. Trời, anh nghĩ coi, tôi vậy nè, tự nhiên anh tặng nguyên cái quần lửng ngắn ngủn vậy, sao tôi dám mặc? Bị quần lửng nó rẻ quần dài. Thấy chưa, tính toán dữ lắm à. Nói vậy chứ còn cái đôi bông tai mà vàng á, tôi tặng cho Lụa sao không đeo? Cái đó là bông tai mạ vàng. Mà cái lỗ tai tôi nó kỳ lắm. Đeo vàng thiệt thì không sao, chứ đeo mạ vàng nó ngứa. Bị vàng thiệt giờ mắc quá, hai mấy triệu lượng lận. Đó. Ấy thôi đeo màng vàng mã đỡ đi. Khi nào mà bị ngứa lỗ tai á, cái tôi mua tặng cho con chai thuốc sức ghẻ 2000 bạc. Thôi nghe giỡn vừa phải thôi, được rồi. Rồi ăn đây phải không? Rồi. Nó giỡn đi về, tôi còn giỡn tay với kìa. Lụa, cái đó phụ cái này mới chín nè. Cái gì nữa? Dành dụm lâu dữ lắm rồi á, mới tặng Lụa cái này đó. Gì cho hoài vậy anh, thôi được rồi. Cầm đi. Hả? Bữa nay tôi nhất định Lụa phải cầm cái này tôi mới nói được. Cầm. Mạnh gì đây? Cầm tôi nói là Lụa biết liền. Tôi muốn nói lâu lắm rồi mà nói tiếng Việt tôi mắc cỡ quá. Trời đất ơi, chứ nói tiếng gì? Campuchia hả? Tôi nói tiếng ngoại quốc luôn. Trời đất. Nghe. Tôi học dữ lắm rồi đó. Anh làm gì tôi hồi hộp dữ vậy, cái gì? I want the toilet kiss you. Anh ấy, I want là tôi muốn, the toilet là cầu, kiss you là hôn em. Trời. Tôi muốn cầu hôn em. Cái gì anh cũng cần ẩn được trơn à? Không, nói thiệt. Nói trời thiệt. Ơi, nói rồi nói với tôi nghe được không sao nghe. Đi ra ngoài đường nói vậy người ta cười chết đó. Không, nói cái mình câu đó mà. Đó mà muốn nói cho đúng á, thì phải nói là will you marry me? Đúng rồi đó. Trời. Thằng này nè, cái thằng này là cái thằng Việt Kiều nó mới về nè. Mà nó đen thui, nó lùng sủng, nó xấu quắc, nó hồi đình là nó. Ê, quen hả? Quen. Lũ, bộ này quen hả? Ê, Alo. Ý, tung. Chết mẹ rồi. Mới vừa nói được. Nó nhìn nhau kiểu này xong mẹ nó rồi. Chị Kiều gì về đây bảo bánh tráng về tặng gái. Trời ơi, thằng ông trai gì thơm phức kìa. Ngoại quốc mới về, hàng gì trắng nõn à. Mấy chục năm mà không xuất hiện, bây giờ xuất hiện tôi tưởng ma. Thôi anh
bển không có bánh tráng sao bưng bánh tráng nè. Ngồi, tôi mời anh ngồi. Thank you so much. Rồi, điệu này chắc đi lâu quá quên tiếng Việt rồi. No, sorry. Đó, thấy chưa? Không phải lụa, không phải, tại vì mấy cái chữ này ở bên bển thông dụng xài cho anh quên. Chứ không thiệt với lụa làm sao anh quên tiếng Việt được. Ít nhất phải như vậy chứ. Yeah, I never forget. Hả? Quen miệng, xin lỗi lụa. Tôi nói anh nghe nè, anh nói như vậy á, anh làm tôi nhớ thằng cu tèo sửa xe đạp ở đầu xóm tôi đó. Tao nói nó đi Mỹ có 3 năm mà nó trở về Việt Nam, nó quên hết tiếng Việt. Rồi nó tự giọng nó nói ngọng lớ vậy nè. Tôi gặp nó về tôi mừng, tôi nói hey, cu tèo. Cái nói đừng có gọi tôi là cu tèo nữa, mà phải gọi tôi là Tom Cruise. Rồi trời ơi, nó gặp cái gì nó cũng nói what is it, cái gì nó cũng không nhớ hết trơn à. Đây nè, ra đầu đường đi ăn hẻm, cái bà bánh bèo ngon gần chết á, nó chỉ dĩa bánh bèo, nó ý, what is it? Trời. Tôi tức quá, tôi trả lời, this is bánh bèo. Trời. Cái về quê, nguyên một con bò chằm quà như vậy nè, nó là, what is that? Tôi tức quá, tôi nói, that's it, con bò. Nguyên đó, với con bò, nó thải ra một đống vậy nè. Hey, cu tèo, this is fun boy. Trời ơi, vậy là anh Thơm Cu đó quá đáng rồi. Nhưng mà lụa ơi, Việt Kiều của người này người nọ chứ. Chứ nó thiệt chứ lụa, như anh nửa đời người ở đây rồi. Làm sao mà anh quên tiếng Việt, làm sao mà nói chữ what is this được. Không bao giờ nói chữ what is this đâu. Vậy thì được. What is this? Trời đất ơi, nè, this is tiếng rau. Trời đất ơi, rau vừa bán mà chân đạp gai rồi té cái giò. Nó rau nhanh thôi, chân đạp gai té giò là bánh chân, bánh đập, bánh gai, bánh té, bánh giò. Trời. Rau nhanh là chân đạp gai té giò đây. Trời đất ơi, rau kiểu đó má tôi sống ở Việt Nam suốt cuộc đời cũng hỏi what is this như tôi. Mà công nhận Việt Nam mình có mấy tiếng rau đặc biệt nha. Bữa hổm mới về Việt Nam bị trái giờ tối ngủ không được. Đang nằm tự nhiên nghe rau cái gì mà không hiểu luôn á. Rau cái gì? Ai chứ bố. Cái gì vậy? Ai chứ bố. Cái gì mà nửa đêm mà tự nhiên mời người ta giật lộn là sao? Không phải. Tôi tức quá tôi mới chạy xuống hỏi bảo vệ khách sạn á. Ủa uống rau gì ngộ quá vậy em? Nó nói trời ơi anh ơi, rau là ai ăn hột gì lộn không? Lộn ai chứ bố. Anh vừa phải anh đãi quá nghe anh ta vậy. Rồi Việt Nam mình á, đặc biệt cái tiếng rau đó. Ôi tôi chết rồi coi. Anh làm gì tôi bính quán quá. Khách tới mà tôi quên mời uống nước. Uống gì? Dì Kiều. Uống nước suối nha. Thôi. Xin em bụng. Thôi. À tôi quên nữa, anh Dì Kiều Mỹ phải không? Uống Coca-Cola nha. Hả? Mỹ hay uống Coca-Cola lắm á. À bên Mỹ gọi là Coke. Hả? Coke. Cái gì? Coke. Cước hả? Ê! Khó nói quá. Sao cái gì? Coke. Không có điểm nói. Vậy thôi vậy là thôi được rồi, uống cái này dễ tiêu nè. Uống gì vậy? Bảy Úc. Số 7 là chữ U rồi chữ B phở. À, 7 Up. À, uống cái đó nghe tôi. Thôi. Thắm ơi, Thắm. Ủa? Sao? Nhà lụa có ai tên Thắm vậy? À, con nhỏ giúp việc. Trời, lụa Việt Nam có người làm hả? Trời, Việt Nam ai có người làm hết anh ơi. Trời, Việt Nam sang dữ vậy trời. Dạ. Trời ơi, con này thôi được rồi, để tôi gọi nó nha. Thắm ơi, Thắm. Quên anh ơi. Con nhỏ giúp việc hồi nãy nó xin phép tôi. Nó đi gọi đầu làm móng với đi massage rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, Việt Nam sướng không? Hả? Làm mà đi gọi đầu làm móng massage nữa. Để tôi lo cho. Bây giờ anh uống cái gì? Dứt khoát anh uống cái gì? Anh là về đó uống bảy Úc ha. Để tôi cho ấy cho ha. Luôn làm gì vậy? Hả? Luôn làm gì vậy? Nhắn tin. Trời đất ơi. Text message mà không cần ngó luôn. Không, trời ơi, Việt Nam giỏi cái này lắm anh. Nói anh nghe nè, nói thiệt tình để nghe không? Ở Việt Nam nè, gọi điện thì tốn tiền, mà nhắn tin thì không tốn tiền. Mà người Việt Nam mình nó gì không tốn tiền, học lẹ lắm. Nếu anh không nhắn tin, anh nhá máy cũng được. Nhá máy là sao? Nhá máy nghĩa là anh gọi cái số phone hiện lên, cái anh cúp máy người ta gọi là anh cũng không tốn tiền luôn. Trời đất ơi. Trời đất ơi, hẹn chứ tôi về Việt Nam, bạn bè nó gọi tiếng nó tắt luôn. Làm thấy miss call gọi là thấy bà luôn vậy. Không chịu ăn ngộ ha. Đây, nó nhắn tin lại đây. Cô ơi, con không thể về được bởi vì con đang bận tắm trắng. Trời, làm sao? Trắng. Đi vô phơi cho nó trắng vậy đó. Tại Việt Nam mình thích trắng.
Trời ngộ ha. Bên Việt Nam khoái trắng, còn bên Mỹ mấy cô bên Mỹ khoái đen. Vậy hả? Bây giờ rảnh rảnh đi ra biển nằm phơi nắng chỗ đen à. Trời ơi, vậy nói mấy cô về đây đi. Cái nắng Sài Gòn này nè, ra ngoài phơi nắng chừng 3 giây cái thành chí linh liền à. Thôi, đừng gọi gọi, chắc đang đâu. Dạ thôi được rồi. Thôi vậy nó bận thôi, để bây giờ anh phải uống một cái gì đi rồi tôi chạy tôi mua. Anh uống cái gì? Thôi lụa. Hả? Không mấy lụa cho anh gáo nước mưa đi. Cái gì? Lụa không nhớ hả? Hồi xưa nhà lu á, sao có nhà có cái lu á, rồi mỗi lần cứ một trận mưa xuống là cứ đầy lu, rồi xong nước lắng xuống cái, mỗi lần hai đứa mình đi chơi về, lụa cho anh uống gáo nước mưa nó mát cái gì đâu á. Trời đất ơi, té ra anh cũng còn nhớ nhiều chuyện cũ quá ha. À, cái lu nó bể rồi, nó bể lâu lắm rồi. Với lại hồi xưa mình trẻ mà nước mưa nước nắng gì uống rột rột vô được, chứ còn bây giờ lớn tuổi rồi anh, uống bậy bạ đau bụng chết á. Đâu có, mười mấy hai chục năm gặp lại lụa vẫn trẻ như xưa. Đó, anh chết cũng không bỏ được cái tật giả dối à. Tôi bạc tóc gì còn trẻ gì nữa không biết nữa. Tại lẽ lâu lâu gặp nó già. Không phải, không phải. Ý không, ý anh nói là lụa trẻ mà nó già mà già mà trẻ. Trời ơi, vậy thôi, thôi được rồi. Thôi được rồi, đừng lính quýnh nữa. Anh về đây anh thăm tôi là tôi mừng lắm rồi. Trời ơi, tìm được nhà là hay. Bây giờ người ta xây nhà lầu hết mà tìm được nhà là hay lắm vậy đó. Anh tìm mừng chết luôn đó. Ồ vậy hả? Thế gì Kiều giờ rần rần mà sao hôm nay anh mới về? Thì anh cũng muốn về lâu lắm rồi lụa. Nhưng mà tôi biết rồi đó. Ai sống bên Mỹ cũng biết hết đó. Muốn về cũng phải dành dụng rồi tính toán sao mới về được. Vậy à. Nói lụa nghe nha, nhớ cái thời gian đầu mới qua Mỹ khổ lắm lụa. Cái gì làm kiếm tiền được là làm, mà chỗ nào làm kiếm tiền được là dọn tới chỗ đó ở. Vậy à. Anh nhớ là lúc đó nhận được thư của lụa, 1, 2, 3 lá thư rồi xong rồi tự nhiên đâu mất tiêu. Rồi anh nghĩ chắc lụa. Trời ơi, hồi đó thì anh mới đi vậy đó, tôi cũng nhận được đâu 2, 3 lá thư của anh vậy đó. Xong rồi bặt tin luôn vậy đó hà. Thơ tôi gửi đi cứ trả về hoài. Làm tôi cứ tưởng... Bát vàng xuống nước còn phai, đêm nằm em nghĩ bây giờ không dám hỏi what is this mà là who is this. Thấm đó, con nhỏ giúp việc đó. Nó vừa làm móng chân móng tay, nó vừa hò chơi cho vui vậy đó mà. Hò gì mà hò kỳ ngay chỗ vậy trời. Tôi tưởng đâu lụa gài. Trời không có đâu, gài cái gì mà gài. Cái chuyện cũ tôi bỏ qua lâu rồi. Giờ cho hỏi thăm nè. Gì nữa? Cuộc sống của anh bên sao vậy? Tôi thấy như ai đi ngoại quốc về cũng giàu có hết trơn á. Về coi như hình nhà lầu xe hơi nè. Coi về Việt Nam nè, ai cũng bảnh tỏn quần áo sáng rực sáng rỡ à. Mà xài tiền, trời ơi xài quá chừng xài luôn á. Nó nghe nè, cho tôi hỏi nghe, bộ bên Mỹ đó tiền bọc ngoài cây hái mang về Việt Nam xài sao vậy? Còn sao xài xả láng luôn vậy á? Trời ơi, bởi vì ai cũng suy nghĩ như lụa hay chi vừa kiều về phải chia thấy bà luôn vậy đó. Làm sao? Không phải lụa, tại bệnh cài cực quá đi rồi lâu lâu về Việt Nam thăm bà con rồi xài cho nó sướng cái tay vậy mà. Vậy đó hả? 2, 3 tuần lễ xài thôi. Ừ. Xài xong rồi về trả bill. Thôi vậy thôi tôi. Lụa hỏi anh nhiều quá, bây giờ anh hỏi lụa nè. Hỏi gì? Sao rồi? Sao là sao? Lụa có mấy cháu rồi? 17 đứa. Trời đất ơi. Trời đất ơi, bọn anh khỏe lắm hả lụa? Đâu có ảnh nào đâu. Tôi có một mình à, đâu có ảnh nào đâu. Cái gì? Lụa một mình nuôi con. Vậy là lụa single mom rồi. Làm gì? Trời đất, nói lụa nghe single mom bên Mỹ sướng lắm á nha. Là chính phủ lo từ đầu tới cuối hết á. Nhưng mà single mom như lụa 17, 18 đứa nuôi chắc sạc nghiệp quá. Tới Mỹ khổ lên luôn á. 17, 18 đứa con lụa. Trời ơi, đó đâu phải là con tôi đâu. Trời, cái đó coi như là cháu tôi. Ủa? Chứ tôi làm gì có chồng đâu mà có con. Cái gì? Lụa vẫn chưa có chồng à? Trời ơi, thì tôi nói nghe nè, cái số hết á, anh biết rồi đó. Tôi chị hai lớn trong nhà rồi, 11, 12 đứa em, rồi ba má mất sớm rồi đó, một tay tôi lo cho tụi nó, lo em út cho đã, rồi lo tới con tới cháu. Ờ, rồi nhiều khi tuổi xuân nó qua hồi nào tôi cũng không hay nữa. Với lại nói nào ngay, có người hồi đó đó biểu tôi chờ. Lụa à, bây giờ hôm nay anh mới tìm một cách để anh thôi về thôi đây. Thôi khỏi 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 là nói vậy thôi, chuyện xưa rồi. Bây giờ cho hỏi thăm nè,
vợ con bển sao rồi, làm ăn được không? Thì anh cũng có gia đình rồi lụa. Thôi chết, I forget my wife. Vợ mà quên là sao? Vợ quên vợ bỏ ngoài taxi nãy. Ôi giờ. Trời ơi, tôi về Việt Nam tôi quên vợ rồi trời. Ủa, honey, how do you know I'm here? Well, I asked somebody, what do you think? Sorry, honey, maybe introduce you. Cái gì vậy? Cái đó là vợ đó hả? Trời ơi, lấy Mỹ mà sao nói tôi biết vậy trời. Nãy giờ quên. Đừng lớn chuyện, để tôi giải quyết cho. I am his mother. Vì lũ nói gì vậy? Tôi nói tôi là chị gái em gái anh cho rồi đó, đừng ghen. Trời ơi, chị gái là sister. Ủa vậy hả? Sister. Nói lại I am his sister. Same father mà different grandfather. Anh em mà cùng cha khác ông nội đó. Tầm thương xuống tầm bậy tầm bạn mà. Sao? Honey. Tôi đừng có nói. No, this is my ex-girlfriend. Trời ơi. Oh. Trời, nó làm gì tôi vậy? It's so nice to meet you. Dạ sao? Nó thân thiện. Dạ. You're so beautiful. Nó thấy chưa? Không hiểu gì hết mà cũng cảm ơn luôn. I wish I could really speak Vietnamese. Nó nói gì vậy? Vợ anh nói là ước gì nói được tiếng Việt. Trời ơi, anh sao vậy? Anh không dạy tiếng Việt cho vợ. Có, coi vậy chứ hiểu nhiều lắm nhưng mà nói không được thôi. Vậy hả? Nè, coi nè. Má nó ơi. Dạ. Đó, thấy chưa? Hay quá. Thích đồ ăn Việt Nam không? Thích không? Thích. Trời ơi, thích anh đâu. Thích món gì nhất? Cần chú khai hô tù. Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, hay quá hả? Well, I think it's time we leave to the airport now. I really miss home. How about I give you guys about 5 minutes? Say goodbye? Oh, thank you, honey. Okay? It's very nice to meet you. Vợ Mỹ nó phóng khoáng quá ha. Chứ nãy giờ mấy chị em phụ nữ ngoài chợ chắc vô quánh tôi bể đầu tôi rồi đó. Được rồi. Trời ơi, nãy tôi thấy vợ anh hung anh vậy mà tôi lạnh tay hết trơn trời. Rồi thôi, anh tới thăm vậy là cảm ơn rồi. Thôi về đi, không thường trễ chuyến bay đó. Về với vợ với con đi anh. Lụa à? Hả? Cuộc sống của anh bây giờ vợ nó cũng tạm ổn mà lụa. Biết, nhìn bảnh bao vậy tôi biết. Nhưng mà không hiểu tại sao lần này về thăm quê hương anh vẫn cảm thấy còn thiếu cái gì hết luôn. Thiếu cái gì? Thiếu tiếng rao giữa đêm khuya, thiếu dòng hò giữa trưa hè. Thôi anh về nữa. Thôi, tôi nói anh nghe nè, bà con đây không ai quên hết á. Đi về bển làm ăn rồi có tiền dành dụm về thăm chứ có gì đâu mà buồn. Thôi về đi anh, tôi coi bộ vợ anh nó nhớ nhà lắm rồi đó. Ai cũng có một nhà để nhớ mà lụa. Nhưng mà kẹt anh tới hai nhà lận, phải nhớ cho đều. Thôi về đi anh, về không tôi trễ, về đi. Về đi, tôi ở đây ngon lành lắm. Anh về nha lụa. Tưởng cái mặt tôi nó méo rồi. Cái mặt thằng Việt Kiều nó còn méo hơn tôi nữa. Lụa, tôi biết là tất cả mọi sự nó trễ hết rồi. Tôi xin phép
tôi qua tôi xin phép tôi xin lại lụa cái vỏ này. Tôi đi về. Tôi đồ ăn nữa. Mà tôi tức lắm, tôi mới nói cho lụa nghe nè. Không phải là tôi hà tiện hay là tôi không tặng lụa được cái đôi bông tai vàng thiệt đâu, mà tại vì tôi tiết kiệm, tôi dành dụm bao nhiêu năm nay tôi mới mua được nè. Tôi tặng cho lụa cái quần dài nè. Không phải cái quần dài không đâu, còn có cái áo dài nữa nè. Còn có đôi bông bằng vàng thiệt nè lụa. Nhưng mà bây giờ nó trễ tràn hết rồi. Tôi phải chi mà tôi biết lụa thích bánh tráng, tôi tặng lụa rồi. Xin phép lụa tôi về. Anh Sáu. Dạ. À, tôi biểu. Đưa cái đó cho tôi. Nè, đôi bụng ăn đi. Không phải đồ ăn, no rồi. Cái vỏ này nè. Gì? Đưa đây cho tôi. Có thằng kia rồi con, lấy vỏ này nữa. Tôi nói anh nghe nè, người ta là bạn, người ta tới thăm rồi, người ta đi về với vợ con người ta rồi. Gì? Người ta đi về thăm thôi, người ta đi về lại Mỹ rồi. Ồ, thằng đó bạn hả? Bạn thôi. Ồ, vậy là, ủa? Lụa cái này cho tôi. Lụa nhận cái này của tôi hả? Nhận chứ sao không nhận. Trời ơi, tôi mừng quá. Mừng quá. Nói nghe nè, tôi nhận cái này rồi mà sao anh êm re vậy, anh không nói tiếng nào hết trơn vậy? Tôi nói chứ. Nói I want the toilet, kiss you.